Rất là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tấm trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Hé lộ bí mật chấn động về vận số của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ 46 đến 50 tuổi, cấm 3 điều này tránh được tai ương, đắc lộc hưng vượng, phú quý hết đời. Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, cung tốn mạng hỏa ấy là số tà, xuân hạ xanh đặng thuận mùa, thu đồng lỗi số cực thân lắm lần, số gái hiếu thảo mẹ cha. Khổ vì duyên nợ lao đao nhiều bề, một đời chẳng đặng buồn lâu, phải duyên chấp nối mới mong sắt cầm. Số gái nếu thuận giàu sang, chồng thì thương mến họ hàng tương lân, tuổi một mới được an thân, trung niên lo tảo chạy tần chưa yên. Số này thân kẻ bể trên, chơi cùng bạn hữu chẳng bền phản ta, làm ăn tiền bạc có hoài, nhiều nghề biết đặng đàn bà ít ai. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Kỷ Mùi 1979, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ cày như trâu, như ngựa, mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát, từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, còn cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè trăng lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cắt tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm nếu nghe hết lời luận giải này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Kỷ Mùi, từ 46 đến 50 tuổi, tránh ba điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy, ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Kỷ Mùi thời điểm này sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình diễn biến cuộc đời của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ 46 đến 50 tuổi, những may mắn, vận hạn trên từng phương diện qua từng khoảng thời gian, cách xung cắt tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bản mệnh, xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Lá số tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, từ 46 đến 50 tuổi, được giới tử vi luận giải bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính để biết tương lai của Kỷ Mùi, tổng quan cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Chi tiết vận trình của tuổi Kỷ Mùi theo luận giải ngày sinh tháng lịch âm, lời khuyên kể biến vận mệnh cho tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi là biểu tượng con dê, đứng thứ 8 trong bộ 12 con giáp. Trong văn hóa Trung Quốc, dê là biểu tượng cho sự hiền lành, chăm chỉ, nên tính cách của người cầm tinh con dê rất bao dung, ôn hòa, thuần khiết, dễ thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, người cầm tinh con dê được trời phú cho sự tài trí hơn người, thông minh sắc sảo, nhạy bén, có tầm nhìn xa, trông rộng, khả năng phân tích siêu giỏi. Tuy nhiên, người sinh năm Mùi có nhược điểm là không có chính kiến, thiếu quyết đoán, hay do dự, dao động, tư tưởng có phần bảo thủ nên nhiều khi sẽ đánh mất cơ hội phát triển bản thân. Người sinh năm Mùi thể hiện năng lượng dồi dào, cho phép họ chịu đựng áp lực lớn, nhưng vẫn duy trì sự ổn định. Tương tự như vậy,
dê có khả năng chịu đựng tốt những điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt và sống sót nhờ những đám cỏ lưa thưa, dường như một sức mạnh vô hình ẩn chứa bên trong, cho phép chúng chịu đựng được những thay đổi mạnh mẽ của môi trường. Với bề ngoài mềm mỏng, người sinh năm này lại có khả năng chịu đựng ngoan cường, điều này cho phép họ sống sót kể cả khi những người khác, với vẻ ngoài cường tráng, lại không thể làm được. Kỷ Mùi là con giáp không biết lùi, người cầm tinh con dê đặc biệt thích hợp với công việc ngoài trời, chẳng hạn như tham gia các đội giải cứu, đặc công tinh nhuệ, đối đầu với môi trường khốc liệt. Người sinh năm này rất thanh lịch, nhẹ nhàng và được đánh giá cao trong nghệ thuật. Tuy nhiên, họ thường nhút nhát, bi quan và dễ bối rối về cuộc sống. Trong các mối quan hệ, đừng mong đợi họ là những người thực hiện bước đi đầu tiên. Nhưng một khi đã vượt qua rào cản ban đầu, bạn sẽ thấy họ là người nồng hậu, chân thật, sâu sắc, toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ tình cảm. Người tuổi Kỷ Mùi giao tiếp khá tốt, thân thiện vì họ rất thích có nhiều bạn bè vây quanh mình. Do đó, người tuổi con dê rất được lòng và sự giúp đỡ của người khác. Người cầm tinh con dê thường có tính cách hiền lành, dịu dàng, ưa cuộc sống khép kín và bình lặng. Sau khi kết hôn, gia đình của họ luôn ấm áp, hạnh phúc. Những người tuổi con dê thường rất nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm. Họ là những người thiên về đời sống gia đình, nên họ rất thích thú khi được quan tâm chăm sóc cho tổ ấm của mình. Người tuổi Kỷ Mùi là người kín đáo, vì thế việc hiểu được họ xem như là một thách thức. Họ sẽ là người quyết định xem họ sẽ chia sẻ cuộc sống cá nhân với ai và khi nào. Đàn ông sinh năm này thường hay xấu hổ, cảm thấy nhút nhát khi đứng trước phụ nữ. Phần lớn người sinh năm này không những có vẻ đẹp tao nhã, mà còn có phong cách thướt tha, mê hoặc lòng người. Trong tình yêu, tuy ít chủ động bày tỏ tình cảm hay theo đuổi tình yêu đến cùng, nhưng họ là người chân thành, cách thể hiện tình cảm của họ luôn khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nam giới tuổi Kỷ Mùi là người chung thủy trong tình yêu và hôn nhân. Nữ giới cầm tinh con dê có khá nhiều người theo đuổi, nhưng đáng tiếc đó lại không phải là mẫu người mà nàng thích. Vì thế không ít nàng chỉ biết yêu đơn phương, cũng do không chủ động bày tỏ tình cảm và theo đuổi chàng trai mình thích. Nhiều cô gái tuổi Kỷ Mùi đành chấp nhận kết hôn với người mà mình không thực sự yêu thương. Khi ấy, mối tình đầu dù không thành nhưng vẫn để lại trong lòng họ những vương vấn khó quên. Tuy nhiên, số đông người sinh năm này lại không có trách nhiệm cao, ý chí kém. Vì thế dễ bị người khác mê hoặc trên đường tình duyên, bị người khác dụ dỗ, lôi kéo sẽ dẫn đến việc không nhận thức được và luôn chìm trong mộng tưởng ngọt ngào. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi. Đối với những người tuổi Mùi, thì quyền lực và địa vị không quan trọng, họ thích là một phần của tập thể hơn, nhưng sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo nếu được yêu cầu trực tiếp. Tuy nhiên, họ lại chẳng bao giờ xung phong làm thế. Loại công việc có thể phát huy tính sáng tạo sẽ đem lại thành công cho những người tuổi này. Doanh nhân tuổi Kỷ Mùi thiếu quyết đoán nên thường để cơ hội tuột khỏi tay. Tuy nhiên, với trí thông minh và sự khéo léo thiên bẩm của mình, họ vẫn có thể tạo nên nhiều thành công đáng khâm phục. Trong kinh doanh, họ không quá chặt chẽ, dễ tin người cũng là nét tính cách dễ thấy ở những người tuổi này. Trong cuộc sống hay làm ăn kinh doanh, không ít lần họ bị kẻ xấu lừa gạt. Xét một cách toàn diện, người cầm tinh con dê thường có cuộc sống bình lặng, ổn định. Tuy không phải ai cũng có thể trở nên giàu có, nhưng ít người tuổi Kỷ Mùi phải vất vả, lo lắng tới việc mưu sinh. Con đường sự nghiệp của họ phát triển khá ổn định và vững chắc. Người sinh năm Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ, vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, tuổi này sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Quý vị thân mến, việc lựa chọn cây phong thủy trong nhà không chỉ giúp môi trường sống của bạn thêm xanh tươi, không khí trong lành và đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp cho cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và giúp cho gia chủ trong việc làm ăn ngày càng phát đạt. Vậy ngay sau đây mình Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý vị một số cây cảnh phong thủy hợp với tuổi Kỷ Mùi. Cây Trạng Nguyên. Cây Trạng Nguyên có hoa màu đỏ và là biểu tượng của sự thành đạt trong học hành và thi cử. Những người mệnh hỏa sinh năm Kỷ Mùi nên trồng cây Trạng Nguyên trong phòng hoặc trồng trước cổng để cải thiện phong thủy cho gia chủ cũng như gia đình. Cây Kim Tiền. Cây tiền đã hướng đến giàu sang, vinh hoa và phú quý đến với gia chủ. Điều đặc biệt ở loại cây này, đó chính là khi cây kim tiền ra hoa thì theo quan niệm nhiều người, đó là dấu hiệu của may mắn và thành công sắp đến. Đây cũng là cây rất hợp với người mệnh hỏa. Cây Bạch Mã Hoàng Tử. Cây Bạch Mã Hoàng Tử toát lên vẻ đẹp thanh tao, sang trọng, ưa nhìn, mát mắt, thể hiện sự yên bình, tĩnh lặng,
một vẻ thư thái khó tả và dành riêng cho người mệnh hỏa. Thưa quý vị, phàm làm việc gì cũng nên chọn ngày tốt xấu để tiến hành công việc. Đối với mỗi tuổi đều có một giờ hoàng kim trong ngày, tức là giờ mà khi bạn tiến hành làm mọi việc đều thuận lợi. Phân tích độ tăng giảm tài vận của người tuổi Kỷ Mùi dựa trên thời gian một ngày cho thấy, thời điểm con giáp này có được nhiều may mắn và thành công nhất là vào giờ Tý. Sự kết hợp tương hỗ của hai yếu tố Mùi là thổ âm và Tý là thủy dương mang lại mức độ thuận lợi cực cao cho người tuổi Mùi. Do đó, khi phân tích theo thời gian năm, năm Tý chính là thời cơ tốt nhất giúp họ phát tài. Tuổi Kỷ Mùi hợp với màu gì được nhiều người quan tâm, bởi màu sắc phù hợp có thể mang đến những yếu tố thuận lợi, hạn chế những điểm xui. Tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, lửa trên trời, trong mối quan hệ tương sinh trong phong thủy, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Vì thế, người sinh năm 1979 nên lựa chọn màu hợp nhất là màu của mộc, là màu xanh lá cây, màu của chính mệnh hỏa là đỏ, hồng, tím, cam. Người tuổi Kỷ Mùi sinh vào các năm sinh khác nhau sẽ có mệnh khác nhau, nên muốn biết tuổi Kỷ Mùi hợp tuổi nào trong hôn nhân và làm ăn thì cần phải dựa vào mệnh tương sinh, tương khắc với từng tuổi. Những tuổi thích hợp để người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa hợp tác làm ăn tốt nhất đó là các tuổi Canh Dần, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Mậu Thân, Bính Thìn, Đinh Tỵ, Canh Thân, Kỷ Tỵ, Quý Mùi. Đây là những tuổi rất hợp với người tuổi Kỷ Mùi, khi kết hợp làm ăn sẽ đem lại thành công, may mắn và tài lộc. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của con giáp này không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé! 1. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Sinh vào tháng giêng âm lịch, tiết lập xuân, người tuổi Kỷ Mùi được hưởng linh khí đất trời, thông minh, hoạt bát, tài hoa, sở hữu nhiều tài năng nghệ thuật. Tuy nhiên, số phận họ không được tổ tiên phù trợ, cũng thiếu sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, buộc phải tự lập thân, gây dựng sự nghiệp. Với lý tưởng cao xa và tham vọng lớn trong sự nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi luôn mong muốn đạt được nhiều thành công. Nhờ tài năng và ý chí, họ gặt hái được những bước tiến lớn, thu hoạch thành quả xứng đáng. Tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện trái lương tâm, người tuổi Kỷ Mùi có đường nhân duyên tốt đẹp, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. 2. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 2 âm lịch. Sinh vào tháng 2 âm lịch, tiết kinh chập, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu tính tình hòa nhã, ấm áp, cùng khả năng giao tiếp tốt, dẫn đến đường nhân duyên vô cùng thuận lợi. Họ được quý nhân giúp đỡ trong nhiều khía cạnh cuộc sống, nhờ sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em trong gia đình và bạn bè bên ngoài. Con giáp này gặp nhiều may mắn và thuận lợi, ít khi lâm vào cảnh khó khăn. Điều này cũng xuất phát từ tính cách thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác của họ, thể hiện luật nhân quả trong cuộc sống. Đường tài lộc của họ trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, mang lại sự dồi dào, sung túc. Nếu theo đuổi con đường chính trị hoặc ngoại giao, tài năng của người tuổi Kỷ Mùi sẽ được phát huy tối đa, giúp họ dễ dàng đạt được thành công và tạo dựng những thành tựu lớn trong sự nghiệp. 3. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3 âm lịch, tiết thanh minh, người tuổi Kỷ Mùi được hưởng lợi thế về trí tuệ tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, cùng đường nhân duyên tốt đẹp. Họ may mắn nhận được sự giúp đỡ từ gia đình, sự quý mến từ bạn bè, tạo nên vận quý nhân vượng, mang đến cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Nhờ vậy, họ ít khi phải trải qua biến cố lớn hay đại nạn trong đời, đồng thời có khả năng thu nạp tài lộc từ nhiều nguồn. Dù là nam hay nữ, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch đều sở hữu trí tuệ hơn người, sự mẫn cảm cao, phẩm chất cao sang, tính tình thẳng thắn và sức khỏe tốt. Họ dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện, xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội tốt đẹp. Nhờ đó, họ có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, viên mãn cả về danh lợi và tiền bạc. 4. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 4 âm lịch. Sinh vào tháng 4 âm lịch, tiết lập hạ, theo tử vi phương Đông, người tuổi Kỷ Mùi có cuộc đời trải qua nhiều biến động, sự nghiệp của họ thăng trầm, lúc lên lúc xuống, khó có sự ổn định. Tuy nhiên, họ lại sở hữu ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù gặp phải khó khăn, họ cũng không hề nao núng, luôn kiên trì phấn đấu vượt qua mọi thử thách, từ đó đạt được nhiều thành công vang dội. Số phận đã định đoạt rằng người sinh vào tháng 4 âm lịch sẽ phải chịu nhiều khổ cực trong giai đoạn đầu đời. Tuy nhiên, từ trung vận trở đi, cuộc sống của họ sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến sự vinh hoa phú quý. Họ phải trải qua nhiều thăng trầm, có lúc được mọi người tung hô, cũng có lúc chẳng có ai bên cạnh. Song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất,
họ sẽ chiến thắng mọi rào cản, gặt hái được cuộc sống hạnh phúc với hôn nhân bền vững và con cháu thành đạt. Cuộc đời về sau của họ sung túc, ấm no. Bản mệnh luôn nhắc nhở bản thân không ngừng phấn đấu và có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. 5. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 5 âm lịch. Sinh vào tháng 5 âm, lịch tiết mang trùng, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng. Họ có khả năng trở thành người lãnh đạo, đại tướng quân trong thời loạn hoặc Trang Tuấn Kiệt trong thời bình, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của nhiều người. Họ được hưởng sự trợ giúp to lớn từ gia đình. Khi còn thơ bé, họ được cha mẹ anh em hỗ trợ. Khi trưởng thành, họ có bạn đời là hậu phương vững chắc. Nhờ đó, họ không ngừng tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp và lập nên nhiều thành tích vang dội. Với tài năng, ý chí và sự hỗ trợ của quý nhân, họ dễ dàng đạt được mục tiêu trong cuộc sống, luôn hạnh phúc và lạc quan. Cuộc đời họ may mắn không phải trải qua đại nạn nào. Có thể nói, cả đời sung túc đủ đầy về công danh và lợi lộc. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của con giáp này là tính tình nóng nảy, dễ gây chuyện bốc đồng. Họ cần cố gắng cải thiện điều này để gặt hái thành công dễ dàng hơn. 6. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Sinh vào tháng 6 âm lịch, tiết tiểu thử, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu tính cách ngay thẳng, hoạt ngôn lanh lợi, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh của họ chịu ảnh hưởng bởi tháng sinh. Con giáp này sinh tháng 6 âm lịch là người dũng cảm, gan dạ, không bao giờ nao núng trước bất kỳ điều gì. Họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin, sự ngưỡng mộ và yêu quý của những người xung quanh. Với tâm hồn hướng thiện và trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, được xem là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch được nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ. Nhờ đó, họ có nhiều cơ hội phát triển và đạt được nhiều thành công trong công việc. Là người trung thực, ngay thẳng, họ rất ghét chuyện gian dối và luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Nhờ vậy họ có nhân duyên rất tốt, họ sống thanh cao, không màng đến những tranh đua của cuộc đời. Nhờ vậy, họ được cuộc đời ưu ái và ban tặng nhiều điều tốt đẹp. Hôn nhân gia đình của họ rất hạnh phúc, gia đạo an yên, tài lộc sung túc và tiền bạc dồi dào. 7. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào tháng 7 âm lịch, tiết lập thu, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu trí thông minh, tài giỏi, dũng cảm, mưu trí, ý chí kiên cường và khí phách phi thường. Đàn ông tuổi Kỷ Mùi oai hùng, lẫm liệt, phụ nữ cũng không hề kém cạnh. Họ có tinh thần kiên định, dám nghĩ dám làm, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Vận mệnh cho thấy người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này càng trải qua nhiều gian khổ, thử thách, càng gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tài hoa và trí tuệ giúp họ nổi bật giữa đám đông, trở thành những nhà lãnh đạo tài ba được mọi người ngưỡng mộ và thán phục. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 không tránh khỏi những thăng trầm, có lúc tưởng chừng thành công đã gần kề thì lại vấp ngã. Tuy nhiên, họ không bao giờ bỏ cuộc, mà ngược lại càng thêm kiên cường, tự rút ra bài học kinh nghiệm và rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Họ đứng dậy từ chính nơi mình vấp ngã, vượt qua những thất bại đau đớn để gặt hái thành công rực rỡ. Nhờ phúc tướng trời ban, họ hưởng cuộc sống an yên, cát tường, tài lộc dồi dào, dù gặp thất bại cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được thành công. 8. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 8 âm lịch. Sinh vào tháng 8 âm lịch, tiết bạch lộ, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu trí thông minh nhưng số phận lại gặp nhiều trắc trở. Tiền vận của họ không được tốt đẹp, không có nhiều gia tài thừa kế từ tổ tiên và cũng ít được cha mẹ anh em giúp đỡ. Tuy nhiên may mắn thay khi bước ra đời, họ có quý nhân và bạn bè tương trợ, giúp họ vượt qua nhiều nguy nan và gặt hái thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh cho thấy những khó khăn trong giai đoạn đầu đời sẽ dần chấm dứt khi họ bước vào trung vận. Lúc này gia đạo hưng thịnh và phúc lục viên mãn. Thời trẻ tuy thông minh nhưng bản mệnh có phần ham chơi, lơ là việc học hành nên thành tích không được tốt. Mãi đến sau này, khi đã ngoài 10 tuổi, họ mới bắt đầu chú ý đến việc học và dần dần đi vào nề nếp. Nhờ thông minh và có ý chí, họ tiến bộ nhanh chóng và đạt được nhiều thành tích. Khi đi làm, người tuổi Kỷ Mùi dễ dàng giành được vị trí mình mong muốn và được nhiều người nể vị. Bạn bè chính là quý nhân của họ, giúp họ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 8 âm lịch phải trải qua nhiều thăng trầm, có không ít hiểm nguy bùa vây. Họ cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cẩn trọng giữ mình, tránh gây thù, kết oán và những hành động bốc đồng để không bị tiểu nhân lợi dụng. May mắn là tuổi Kỷ Mùi có phúc lớn, mạng lớn, dù phải đối mặt với nhiều nguy nan nhưng đều có thể vượt qua. Ý chí kiên cường, tinh thần độc lập cao, liêm chính,
ngay thẳng và luôn làm điều tốt giúp họ được trời ban phúc. 9. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tiết Hàn Lộ, người tuổi Kỷ Mùi phải trải qua nhiều vất vả, khổ cực trong cuộc đời. Vận mệnh cho thấy họ khó được hưởng phúc từ gia đình, xuất thân không may mắn, ít có quý nhân giúp đỡ vượt qua gian nan. Tuy tài năng nhưng không gặp thời, họ khó thành công vang dội, dù mang trong mình chí lớn nhưng lại khó thực hiện được những điều mình mong muốn. Cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 9 âm lịch ba chìm bảy nổi, phiêu bạt khắp nơi, bôn ba vất vả, trăm bể khổ cực chỉ đủ để nuôi sống bản thân, thiếu thốn tiền bạc, khiến họ thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Tuy chỉ là những bệnh nhỏ nhưng không được chữa trị kịp thời, dẫn đến sức khỏe suy yếu khi về già, không được hưởng an nhàn, trời sinh tài hoa nhưng lại lận đận vì không gặp thời cơ, không được như bá nha gặp tử kỳ, xuất thân không bằng người nên gặp nhiều khó khăn trong lập nghiệp. Tuy nhiên, đời vốn vô thường, người có công lao ắt sẽ được hưởng thái bình, ý chí vươn lên không ngừng nghỉ của bản mệnh có thể thay đổi số phận, mang đến vận may cho họ. 10. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 âm lịch, tiết Lập Đông, người tuổi Kỷ Mùi sở hữu số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý hơn người. Tuy không được hưởng phúc từ tổ nghiệp và sự giúp đỡ từ anh em, họ vẫn gây dựng được sự nghiệp bằng chính tài hoa và trí tuệ hơn người. Sự hỗ trợ của quý nhân giúp họ như hổ mọc thêm cánh, con đường hoạn lộ rộng mở, đưa họ đến vị thế được mọi người tôn kính. Tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm lịch là người ngay thẳng, trung thực, luôn sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế. Nhờ vậy, họ có nhiều bạn bè khắp nơi, đường nhân duyên tốt đẹp, vượng vận quý nhân và phúc khí. Với tài năng về văn chương, sự khiêm nhường, thanh cao và không màng tranh đua, họ đạt được nhiều thành công trong công danh, sự nghiệp, bổng lộc dồi dào, được hưởng lộc trời cho, cuộc sống an lạc, viên mãn. 11. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tháng 11 âm lịch, tiết Đại Tuyết, người tuổi Kỷ Mùi có cuộc sống sung túc, đủ đầy, không lo toan về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ lại không mới thành công, tổ nghiệp và cha mẹ, anh em không thể giúp đỡ họ nhiều, bạn bè và quý nhân cũng ít ỏi. Do vậy, cuộc đời họ trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm nổi bật. Mang trong mình chí lớn nhưng lại không thể thực hiện được như ý muốn, dù nỗ lực phấn đấu không ngừng, họ vẫn phải chịu nhiều ràng buộc và không thể tự quyết định số phận của mình. Tuy tài lộc dồi dào, sung túc, có của ăn của để, nhưng vì sự nghiệp không như ý, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 11 âm lịch vẫn cảm thấy bất mãn, tinh thần u uất, không thuận tâm. Tuy nhiên, số phận có thể thay đổi, tu thân tích đức là cách tốt nhất để cải thiện vận mệnh, bằng cách này, họ có thể đạt được những điều mình mong muốn. 12. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng 12 âm lịch, tiết Tiểu Hàn, người tuổi Kỷ Mùi có cuộc đời với nhiều thăng trầm, giai đoạn đầu đời gặp nhiều khó khăn, dù cố gắng nỗ lực nhưng thành công không dễ dàng đạt được vì nhiều trở ngại, dông tố liên tục ập đến khiến cuộc đời chông chênh, bấp bênh. Tuy nhiên, nhờ ý chí kiên định, tinh thần vượt khó và không bao giờ chịu lùi bước, họ dần vượt qua mọi thử thách, gặt hái thành công và danh lợi viên mãn vào trung vận, hậu vận an nhàn, hưởng phúc thọ đủ đầy. Đừng vội nản lòng hay từ bỏ khi gặp khó khăn. Đừng để bóng tối che mờ con đường phía trước vì bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình. Hãy giữ vững niềm tin, nỗ lực hết mình, bởi trời sẽ không phụ lòng người. Thành quả xứng đáng sẽ đến với những ai kiên trì và không ngừng phấn đấu. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.